Alo cả nhà, hết bột giặt rồi này cả nhà. Tôi mua bột giặt một phần sữa mì đen. Bữa nay là ngày 28 mà ta. Bữa nay là 28 là thứ hai. Hôm qua là chủ nhật á. Hôm qua chủ nhật tôi đi quay chợ cho chị trà cho cả nhà xem, nhưng mà tôi chưa có up được. Và hôm nay là hơi cũng chưa có làm mấy cái clip cũ luôn, chưa có làm nổi gì đâu. Nói chung là bữa giờ Huy up mấy clip cũ, và clip mà Huy làm Huy cũng không có sức để làm và up thu âm cho cả nhà xem những cái gì mới nhất. Nhưng mà hôm nay là ngày 10 và những cái clip, thường thường những clip cũ Huy cũng có share lại trên tường Facebook mà Huy không có sức để share luôn. Nhưng mà hôm nay là Huy ngủ được một chút rồi, Huy dậy Huy phải ăn một đống đồ như thế này. Tôi quay cho cả nhà xem để cả nhà đỡ lo lắng. Đây là được tặng ly cà phê, tại vì tôi ăn để cho nó lành vết thương này nè cả nhà. Bữa nay nó lành hơn chút nè, nó tróc cái khô ra nè, đó nè cả nhà đó. Và những cái ồ người ta bọc ở trong nữa, cái này mua là để uống cà phê, để có sức quay clip nói cho cả nhà nghe, với lại làm clip phải giải thích cho sợ bị la uống cà phê rồi đó. Thiệt ra bình thường là tiết kiệm mua này, mà hôm nay là hết cà phê luôn, hết luôn, hết nước luôn, mới mua nước ở dưới này, không có sức làm gì luôn á cả nhà. Là vì sao mấy ngày qua hơi cũng nói chung là ai mà thường xuyên coi Huy là sẽ biết cái này là bao nhiêu tiền cũng dám review luôn. Review cho mọi người biết mình nhiều sợ bị chửi. Cái này đáng lẽ là mình nên ăn cái cây trước, ăn cơm Huy đang đói bụng lắm, nhưng mà Huy đang quay cho cả nhà xem cái gì mới nhất á. Nhưng mà Huy cũng không có clip này không có ra đường hết, nhưng mà Huy chỉ quay cho những người yêu thương để bớt lo lắng thôi. Đáng lẽ là mình phải ăn cái trái cây trước, ăn cái đồ ăn nó mới hấp thụ được cái chất dinh dưỡng của trái cây, tại vì Huy cũng muốn lành vết thương đó mọi người. Ý là người Huy nó yếu, mấy bữa Huy không xuất hiện được là do Huy bị té. Có chuyện Huy gặp Huy bị ngất luôn, Huy ngất té xỉu, dạng như đập đầu vô cái ghế đằng sau luôn. Mà Huy dạng như là gọi là không biết sao nữa, nhưng mình không có đau gì hết trơn à. Bạn Huy hỏi chứ có coi thử có bao đau bao bầm gì không. Ủa ác à, trái quyệt bóp cũng làm mà bớt cảm nữa. Tự nhiên cái ngủ hôm qua, cái sáng nay cái mũi cũng ấy, nên ăn cái trái Việt Quốc này. Chị Phương ở bên Phần Lan hay nói cái trái Việt Quốc này, em ăn vô đỡ cảm. Hồi đó bị cảm hôm nay thì ngủ rồi, chạy nước mũi rồi. Còn ở dưới là AK nha cả nhà. Ở dâu người ta cắt nhỏ chút vậy nè, ở màu sắc bắt mắt, kiwi tốt tim mà hơi mới bị té ngất xỉu nè, bác tỉnh đập đau được cái ghế luôn mà không có đau hết, đứng nhà tỉnh bơ dày luôn á. Thì nó ăn tới ăn kiwi vô cho tốt cái tim mạch, xoài cũng tốt cho vết thương lắm nè, xoài là có cái chắc thì tốt cho mấy cái vết thương này đó. Và mọi người đón chờ cái clip mà Huy đi chợ quay, cái cảm giác nó khác nhiều dưới là ngày xưa khi mà Huy chưa có bị bệnh nha. Rồi đăng lên mạng rồi
hơi ăn rất là nghĩa cả nhà tìm. Xong ngủ chút xong hơi dậy hơi đi mua đồ cho giùm bạn thôi, tại vì bạn hơi có một cái người qua bên đây thì nó hơi mua giùm mấy bữa là cũng hay nhắn đó, nhưng mà không biết bạn hơi qua ấy là có người bạn qua thì đem về giùm cái mấy cái nữ ca sĩ nổi tiếng mà hồi không có nói tên đó, cái người mà nghe hơi lúc mà hơi bị bệnh đó, ráng là hơi tỉnh nhà hơi luôn. Đi đi coi giùm bạn hơi đồ chút. Mấy cái lúa mạch này cũng tốt lắm nè, mà buổi sáng thôi ăn yogurt là được này, có sữa với gần giờ uống thuốc không có ăn. Mọi người nhìn mặt hơi mệt không? Mệt nhưng mà đang quay về tỉnh nha, khi nào mọi người không thấy hơi xuất hiện đó là mọi người biết hơi là không á, làm biến à, biết hơi làm biến. Còn mà hơi làm YouTube hay quay gì cũng làm biến luôn nha. Còn ai mà nói hơi nghĩ YouTube là anti fan hết nói á là sai nha. Nghĩ YouTube bắt đầu nói là làm biến tiếp. Rồi người YouTube là nói là không có tính cầu tiến kiếm được việc rồi, mà không có để có cái YouTube mà không làm thêm được kiếm thêm. Nói chung là sẽ nói được hết đó nha. Broccoli nè cả nhà, với thịt gà, giờ hồi có ăn thịt gà gì đó. Rồi cái dây tay nó có lanh rồi. Không lột rồi. Rồi cái dây tay nó có giống như cái da gà luôn không hơn. Người mệt quá nói chậm chạp luôn. Hơi mệt, hơi không có up mấy cái link YouTube trên Facebook fanpage Huy Mai với là Huy Mai Bangkok rồi này nọ rồi luôn á, cho nên là view nó ít. Còn 2 ngày nữa là hết tháng, 3 ngày chứ, tháng này cả 31 ngày á, cho nên là cả nha, nếu ai giúp được coi dùm cày view dùm hơi cày dùm nha.
Trời mắc cười ngộ ghê á. Người ta nghĩ sao người ta nói coi mấy cái clip mà hơi hơi up lại cũ á. Người ta nói cho Huy đi bán nhẫn, quay mấy cái chỗ bán nhẫn rồi cho người ta coi đồ này nọ. Mà người ta còn nói được là nghĩ sao là đi nói người ta giúp là coi dùm YouTube. Ý là nơi duyên như vậy là thành ăn xin. Người ta ý cái người ta là vậy. Cái người qua YouTube cho dù có nổi tiếng cỡ nào người ta cũng nói các bạn coi ủng hộ mình nghe, nếu đừng có bảo vệ quảng cáo, mà Huy không bao giờ nói cái như vậy luôn á. Trong clip nào Huy rảnh Huy nói, hoặc khi nào Huy mà gần hết tháng Huy này nọ Huy mới nói mình rõ hơn. Người xem mà cái người làm YouTube mà không cho người ta nói vậy. Các bạn ơi coi cho mình coi YouTube giúp mình, đừng có bảo vệ quảng cáo nha. Trời mẹ ơi, người sao vậy trời. Giống như đang ngồi bán hộp cơm này, đang mình đang hộp bán cơm đó. Các bạn ơi đi ra đi, đừng có ăn cơm mình bán nha. Đi ra và đuổi khách. Còn ai vô quán cơm mình là góp ý chê cơm được. Trời ơi cơm gì mà dở, còn nói cơm gì mà dở như cứt là không có được nói nào luôn, như là im luôn, như là mời khách ăn quỳ xuống, phải như vậy là mới vui lòng vậy á hả. Còn nói lại là cái miệng ổn vậy đó hả, là vậy. Kỳ xa. Khúc này là đang cho anti-fan coi nè. Ngộ ghê á. Tự nhiên up nói anti-fan gì á, xong rồi người ta nói chứ ủa tự nhiên tưởng mình có fan hả. Đang người ta đang nói anti-fan, tự nhiên nói ủa tưởng mình có fan. Từ cái chuyện này sang bể sang chuyện khác. Anti-fan là gì? Anti-fan là cái người mà phán đồ này nọ, mấy người ấy nó. Là tự nhiên nói anti-fan là nghĩ là mình là có fan, là mình mới có học anti-fan đó, hiểu không? Tự nghĩ giúp người ta luôn. Mình đâu có fan đâu. Có mấy khán giả yêu thương coi mấy năm trời, 3 năm xong rồi gặp chuyện người ta mới ấy cho coi, mới ấy cho ở đâu ra fan. Thì đó người ta gọi là khán giả. Mấy anh chị thì giờ họ khán giả kêu cũng không cho kêu ra là khán giả hả? Hay sao ta? Ngồi vậy trời. Còn không cứ ăn xin cũng được. Cứ ăn xin thì cho tiền đi. Cho tiền đi rồi cứ ăn xin. Bảo vô đây. Bấm nút cảm ơn. Bấm nút cảm ơn. Chỗ đây này nó cái chữ cảm ơn này đó. Cái khúc này vui quá. Thì ai thấy vui quá gì bấm giùm em. Chỗ đây này nó cái chỗ đây này. Cái nút cảm ơn người ta cứ ăn xin.
Tôi mới dọn dẹp phòng ốc á, mới thay cho ra nè, giặt chưa phơi luôn á. Tại giặt với đồ hôm qua á, trời nó khô ráo. Coi cơm nè, cơm mà ta nấu nó đâu ngon bằng Huy đâu nè. Cục này coi cơm nè, nhưng mà vẫn ngon, đồ ăn là vẫn ngon. Nhưng mà ý là cái cơm á, cái gạo á, cái gạo đó hơn. Nhưng mà người nhiều người thích ăn cái gạo này nè hả, mọi người thích không? Ấy là hình như là cái cơm người ta nấu cái thố nó bự cho nên nó hơi khô khô, nhưng mà cũng có những người thích ăn cái cơm như này. Nhưng mà tôi thấy cái gạo hơi nóng ngon không, cái này nấu cháo, lát người bỏ vô nấu cháo ăn tiếp. Giờ tôi up cái clip này lên cho cả nhà xem. Cả nhà rảnh có thời gian coi giùm mấy, còn 2-3 ngày nữa coi giùm. Tại vì Huy up liên tục á, mặc dù nó ít view nhưng mà cứ một clip là nếu mà nhiều view á là được 50 ngàn á, rồi đóng thuế, kiếm tiền đóng thuế cho có ích cho xã hội, giờ không có bị chửi chứ. Chứ không có gì hết nha. Cả nhà, ví dụ lấy đồ phơi này tôi tính là thành là làm biếu không ta, ý là cho sợ nói làm biếu đó. Lấy cái đồ phơi xong tự phơi đồ rồi tôi làm biếu ta, mới tự cái thay đồ thay ra này mỗi ngày mấy ngàn lần chứ lộn. Quần áo cũng giặt nắng rồi nó phơi khô hết à. Huy thì hơi có bệnh mà hơi uống thuốc nó cũng đâu có virus, với lại nó dưới ngưỡng rồi á, mà không phải là dưới ngưỡng mà không có thấy virus luôn, cho nên là Huy đăng mọi người thấy Huy đây quay clip đồ Thái Lan rồi đó này nọ, được nhiều được đăng lên cái clip du lịch Thái Lan rồi đó, được gần 800 like luôn, người ta thích nhiều lắm này nọ rồi người ta. Mà nói chung là hôm qua có cái con bé nào nó vô nó comment nó hỏi cho mặc đồ chung với lại trang điểm đồ có bị like không mọi người đồ đó. Ý là hỏi mọi người trên cái hình mà Huy đăng lên đó đó sao thì hỏi mọi người, nhưng mà cái hình đó là Huy đăng với lại cái chỗ đó là cái chỗ của cái bà cô đó mẹ trang điểm, chứ Huy giới thiệu ra Huy cũng không muốn trang điểm, nhưng mà là quẹt quẹt rồi nhanh nhanh vậy đó. Thực ra là Huy cũng không muốn trang điểm, Huy tự trang điểm, nhưng mà tự nhiên ấy của quẹt quẹt lên mắt mình này nọ rồi quẹt quẹt này của làm nhanh rồi cũng ấy á, thì mặc đồ thì Huy cũng muốn đồ thì Huy cũng uống thuốc rồi, nhưng mà ấy con bé nó hỏi thì thiệt ra Huy trả lời là có nha em, tại vì á thiệt ra mặc đồ chung với trang điểm á là có like hay không á thì là ví dụ á mặc đồ á mà bị cái người đó bị gì thì mà mình trong người mình là phải bị giống như là ai cắn mình hay là bị một cái gì đó xước người thì mình trầy ra, bị trầy trầy cái đồ trầy trầy máu, nhưng mà mình phải có cái máu của mình, cái người mà bị mặc á là nó vô chung với lại cái nữa thì mới ấy thì mới lay. Nhưng mà là ý là không biết, nhưng mà ý là có là thì thí dụ mà người không uống thuốc á cho con Huy uống thuốc rồi nha, nhưng mà là Huy không biết mấy đã hỏi gì á, nhưng mà có những người ta rất là kỹ, người ta rất là sợ trang điểm hay là ăn uống, hay là có nhiều người nói nhìn qua coi tivi rồi này nọ rồi nghe nhạc rồi lay, thì có những cái người người ta kỹ quá thì người ta ở nhà luôn, khỏi yêu ai hay là gì luôn, hay là
hay là thấy luôn, chứ giờ kỹ quá hay là đâu có biết. Giờ mình ra đường mình hỏi han hay là mấy cái chỗ giống như chỗ người ta làm ăn đăng lên vậy, mình khó mình hỏi cũng ấy lựa chỗ, chứ giờ đâu có biết, kỹ quá thì ở nhà chứ giờ sao, chứ giờ hơi sống cũng đâu biết được, chứ giờ kỹ quá. Nhờ nói chung là không biết, nhưng mà nói chung là sai hay không bây giờ cũng chịu, chứ giờ hơi đâu có biết, hơi cũng uống thuốc rồi. Chứ giờ nếu mà lại nói chung là mình muốn thì mình may một cái bộ đồ của mình rồi ấy, nhưng mà thiệt ra đồ này nọ là người ta giặt, người ta phơi rồi nắng rồi nó cũng chết virus rồi hết rồi, nhưng mà hơi không biết nha. Nhưng mà lay thì có lay hay không là nếu mình coi mình nói có để người ta biết, người ta thí dụ mà trong cái con thế giới này nói chung là hơi đâu có biết đâu, cái thế giới thì nó phải có bệnh tật này nọ rồi, đâu có ai muốn vậy. Nhưng mà hơi cũng uống thuốc rồi, với lại nói chung là đừng có ai, giờ tôi nghĩ là mấy người đừng có, nhiều khi cái chỗ đó là nhiều khi cái nhiều khi người ta cũng đi muốn chụp hình á, với lại có mấy người ta cũng chưa có phát hiện bệnh, người ta cũng không uống thuốc á, người ta cũng đi nói chung đi chỗ này chỗ nọ, thì đâu phải là một chỗ hơi review không đâu, đâu phải là một mình hơi giao hơi bị nói bị ấy rồi đó, rồi thì mới lên thì là người ta mới biết thôi, chứ giờ hơi cũng không biết nói sao á đó mọi người ơi. Mẹ con bé đó, nó đăng lên vậy thì nó có, mà giờ nói chung là cái hình cái trang của người ta là người ta quản lý giống như ngày xưa, là hơi của hơi là hơi bị nói xấu này nọ, là hơi không có xóa này nọ, chứ mà cái kênh cái đó là cái bay của người ta kiểm duyệt hết đó, giống như ngày xưa là người ta ai mà nói xấu Huy trong cái bay của người ta du lịch Thái Lan là người ta Huy đăng lên gì Huy review, lúc mà Huy bị bệnh đó thì người ta vô người ta lấy mấy cái hình mà Huy Huy review, giống như là review mấy cái clip mà Huy tự review vùng bơi này nọ, mấy chục ngàn view này nọ rồi đó, là người ta bỏ lên này nọ, rồi mấy cái bay đó người ta tự tháo xuống. Còn Huy là bình thường ai muốn nói xấu thì Huy cho nói, hay là muốn nói xấu thì Huy cũng không biết. Nhưng mà cái này nhiều khi không phải nói xấu, mà tự nhiên nhiều khi người ta hỏi cũng vô tình thôi, trang điểm hay là gì, mà cái hình là hình Huy đăng lên cái bay để cho mọi người biết mình đi chỗ rẻ thôi. Còn ai mà sợ thấy rẻ quá thì mà có điều kiện mà sợ bị lay thì may đồ luôn, may đồ đi tới đi du lịch luôn, mua vé máy bay riêng đồ á, bay qua thẳng tới rồi may đồ rồi đi luôn. Chứ còn không sợ quá thì ở nhà đóng cửa lại, chứ giờ biết sao đâu. Nhiều khi đó thì giờ đó người ta có thuốc rồi đó, giờ nói chung là Nam Mô A Di Đà Phật thôi cũng biết rồi nha mọi người. Nói chung clip này clip mới nha mọi người, bye bye.